Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Lời đầu tiên thì Tuấn xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc với tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như là gieo duyên hỗ trợ cho kênh ngày một phát triển và hoàn thiện nhiều hơn nữa. Tuấn thì vẫn nhận trả bài riêng ở bên Zalo nhé. Tất cả những hình thức liên hệ thì Tuấn sẽ để chi tiết dưới phần mô tả và mọi người có thể tìm thêm dưới đó. Ngày hôm nay thì Tuấn sẽ gửi tới tất cả mọi người một trải bài chung với chủ đề đó là đọc trộm dự định trong đầu người ấy. Thời điểm này họ đang có những cái tính toán dự định gì cho kết nối này, cho mối quan hệ này? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trải bài của ngày hôm nay nhé. Vì đây là một trải bài chung thôi sẽ không đúng với tất cả mọi người được, nên là các bạn hãy đón xem với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi ạ. Rồi ạ, cái thời điểm này, cái kết nối giữa bạn và người ấy đang như thế nào? Thì mình thấy là trước tiên năng lượng của các bạn ở đây sẽ mang năng lượng của nữ hoàng tiền. Các bạn là người có tài năng, có tầm nhìn, có bản lĩnh. Các bạn là người độc lập, biết giá trị bản thân, tự tạo dựng được cho mình những cái nền tảng vững vàng về công danh sự nghiệp, về cuộc sống. Các bạn cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho những cái người cần. Đó. Các bạn là người sao nhỉ? Biết cách làm ăn này, hoặc là có tài lãnh đạo này. Đầu óc tính toán khá là nhạy bén này, trong kinh doanh này, hoặc là trong những cái vấn đề về công việc, tiền bạc, những yếu tố thực tế này. Đó. Các bạn cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ, nâng đỡ những người khác nhé. Các bạn vừa gọi là đảm việc nước, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đúng không ạ? Đúng. Bên ngoài thì các bạn cũng có thể thành công vững vàng, ổn định. Đấy. Trong gia đình các bạn cũng có thể là gọi là rất là lo toan vun vén. Đấy. Biết cách đối nhân xử thế. Và với cái năng lượng này thì rất nhiều người, rất nhiều đối tượng đấy, đang để ý, bị thu hút và muốn đồng hành với bạn đấy, trên những cái hành trình bền vững, tiến xa hơn đấy, trong kết nối đấy, trong tình cảm. Và cả người ấy cũng đang bị thu hút bởi cái năng lượng của các bạn nhé. Thế nhưng mà mình thấy rằng là mối quan hệ này đã từng có một cái sự cố đấy, hoặc là một cái chuỗi hành trình nhé. Một cái tình huống bất ngờ đấy. Nó làm cho các bạn, làm cho cái mối quan hệ này dường như là chạm đáy nỗi đau, sụp đổ, kết thúc, ngắt kết nối đấy. Rất nhiều những cái áp lực, sóng gió, những cái suy nghĩ đấy, đã bị cầy xới lên trong cái tương tác này. Vũ trụ đã gửi vào những cái tình huống, sự kiện đấy, thông qua hai bạn, thông qua cái kết nối này, để buộc hai bạn phải đối diện, phải nhìn ra rất nhiều những cái vấn đề, những cái tầng ý nghĩa, cảm xúc bên trong linh hồn, bên trong tiềm thức của mình. Và mình thấy rằng là ở phương xa nhé, dù cái giai đoạn này nó đang vẫn trong cái giai đoạn ngắt kết nối, nhưng mình thấy rằng là người ấy luôn luôn khao khát có một cái sự tái sinh, bắt đầu lại đấy. Và từ phương xa thì người đấy vẫn luôn luôn theo dõi, nhìn về hướng về phía các bạn, vẫn bị thu hút vào cái năng lượng của các bạn đấy. Nhưng mà đa số thì người ấy vẫn, và cái mối quan hệ này vẫn chưa thực sự vượt qua được cái giai đoạn của nỗi đau, của bài học đấy. Vẫn trong giai đoạn của cái sự trông ngóng, nhìn về thôi. Và có một số ít các bạn ở đây mình bắt năng lượng, có thể các bạn có những cái yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề tiền bạc này, tài chính, đầu tư nào đó này. Đấy, một cái sự cố bất ngờ đã xảy ra trong cái vấn đề liên quan đến những yếu tố đó nhá. Đấy, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này. Đấy. Hoặc cũng có thể là các bạn mới đầu các bạn sẽ kết nối với nhau thông qua môi trường tập thể đông người, môi trường thực tế, công việc đấy, hoặc là học tập đấy, những cái môi trường thực tế nào đó trước khi mà các bạn phát triển mạnh hơn về kết nối cảm xúc lãng mạn nhé. Và mình thấy rằng là trong cuộc sống của các bạn cũng đang ở trong những cái giai đoạn mà khép lại những cái chu kỳ cũ, chu kỳ của nỗi đau, của khó khăn, của sóng gió nhé. Những cái giai đoạn mà các bạn đã dường như là kiệt quệ, gục ngã. Các bạn đã nếm trải tất cả những cái bài học sóng gió trong nhiều khía cạnh
cùng bủa vây lấy cuộc sống của các bạn một lúc, làm cho các bạn dường như là rơi xuống đáy cuộc đời, mọi thứ tan nát vỡ vụn ra. Đấy. Để từ đó những cái cũ không phù hợp vỡ vụn tan nát và cần dẹp bỏ. Đấy. Ánh sáng chân lý, ánh sáng linh hồn từ những cái vết nứt đó mới có cơ hội le lói. Đấy. Với có cơ hội phát ra, lan tỏa ra bên ngoài. Và các bạn mới bắt đầu kết nối được với người này nhé. Các bạn mới bắt đầu có thể, à xin lỗi không phải người này, các bạn mới có thể kết nối được với bản thể linh hồn bên trong của các bạn, kết nối với những cái sự thôi thúc khao khát sâu thẳm nhất bên trong linh hồn của các bạn, bên trong tiềm thức của các bạn. Đó, để từ đó nhé, các bạn hoàn thiện bài thi, các bạn chuyển hóa, các bạn nhìn, các bạn ngộ. Đấy. Và các bạn giải quyết những cái vấn đề, xây dựng cái thế giới nội tâm của mình đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn. Và một cái chương mới đang được mở ra trong cuộc sống của các bạn. Rất nhiều điều hứng thú, tích cực, rất nhiều may mắn này, đang được khởi sắc, đang được đưa tới rồi. Hãy giữ vững niềm tin của các bạn trong thời điểm này. Rồi ạ, vậy thì thời điểm này, cái mối quan hệ của các bạn đang trải qua những cái thử thách sóng gió như thế này, thì người ấy của các bạn đang có dự định gì tiếp theo về phía các bạn và về cái kết nối này? Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn nhé. Đấy. Có thể là cái thời điểm này người ấy đang thấy rằng là bạn đang khá là lạnh lùng. Đấy. Quyết liệt, quyết đoán. Đấy. Dứt khoát trong cái tình huống này. Đấy. Đôi khi họ cảm thấy là bạn hơi đáng sợ nhé. Họ không biết được rằng là liệu rằng bạn có cho họ cơ hội hay không, hoặc là liệu rằng bạn có chịu hạ cái lưỡi gươm này xuống để kết nối, đấy, để sẻ chia, để thấu hiểu hay không. Đó. Một lần nữa có sự kết nối trở lại. Đấy. Và cái giai đoạn mà khi mà cái mối quan hệ này có những cái xung đột căng thẳng, có những cái giai đoạn ngắt kết nối ấy, đấy, thì họ cũng đã học được cái cách kết nối vào bên trong của mình. Đấy. Kết nối với cái năng lượng nữ tính thiêng liêng bên trong linh hồn của họ. Đấy. Họ cũng kết nối được sâu sắc hơn với những cái khao khát, những cái thế giới nội tâm. Đó. Và họ cũng thấu hiểu nhiều hơn, cảm nhận được nhiều hơn về bạn, về mối quan hệ này. Họ thấy rằng ở các bạn dường như là, với một số bạn là những cái người đã quen biết nhau từ trước, hoặc là đã là người cũ rồi nhé, quay trở lại. Với một số bạn khác thì mình sẽ thấy là có là người mới thôi. Đấy, nhưng mà dù là mới kết nối, thậm chí nhiều bạn còn chưa gặp mặt, mới chỉ tương tác qua mạng xã hội online, hoặc là một cái kết nối về mặt năng lượng nào đó, đặc biệt nào đó nhé. Nhưng các bạn cảm được rất rõ, các bạn thấy được cái sự đồng điệu thấu hiểu từ nhau, dù là người cũ hay người mới, dù đã gặp hay chưa gặp. Đấy, thì các bạn cũng cảm giác được cái sự đồng điệu thấu hiểu. Đấy. Cái sự thân thuộc gần gũi rất đặc biệt từ người này, mà khó, các bạn khó có thể gặp được, cảm nhận được cái cảm giác đó từ những cái người mà trước kia các bạn đã từng gặp. Đây là một linh hồn tri kỷ của các bạn. Các bạn, thậm chí nhiều bạn ở đây còn là những linh hồn song sinh, ngọn lửa song sinh. Một số ít các bạn ở đây còn là có thể là ngọn lửa song sinh nữa. Nha. Các bạn là những linh hồn đã đồng hành với nhau trong rất nhiều kiếp sống, diễn với nhau trong nhiều dạng vai diễn, học với nhau rất nhiều dạng bài học quan trọng, và cũng để lại trong hành trình linh hồn của nhau, trong tiềm thức của nhau, trong trường hào quang của nhau rất nhiều những cái nghiệp quả và một sợi dây kết nối linh hồn đặc biệt sâu dày. Chính vì thế đến thời điểm này khi gặp nhau, dù là ở dạng mới gặp hay là người cũ trở lại, thì đây cũng là một cái kết nối cũ nhé. Kết nối cũ từ trong tiền kiếp, kết nối cũ của linh hồn, những linh hồn cũ gặp lại nhau, những người cũ gặp lại nhau. Đó. Và thời điểm này họ cũng đang mong muốn có một cái sự kết nối lại. Họ đang chuẩn bị những kế hoạch dự định để có thể hàn gắn lại mối quan hệ này. Đấy, và có thể là trao tặng những cái món quà này, hoặc là thể hiện cái thành ý này thông qua những cái món quà này. Đấy. Và với những cái bạn mà trội năng lượng nam ở đây nhé, thì trong những cái tình huống này có thể là các bạn cũng cần phải thể hiện những cái thành ý nhiều hơn, cái sự chủ động nhiều hơn. Đó. Các bạn nữ này ở bên ngoài hoặc là cái thời điểm này, có thể các bạn ấy rất là dứt khoát, quyết đoán. Đấy. Vững vàng, các bạn ấy biết cách tạo một cái thế giới, cái hàng rào bảo vệ an toàn riêng, cái ranh giới riêng.
đấy, để bảo vệ những cái trường năng lượng, cái cảm xúc của các bạn ấy. Đấy. Thế nên là nếu mà những cái gì nó xâm phạm quá sâu vào cái ranh giới đó thì chắc chắn các bạn ấy sẽ cực kỳ thể hiện cái sự quyết liệt, đấy, dứt khoát để chấm dứt hoặc là đẩy cái nguồn năng lượng, cái đối tượng đó ra khỏi cái trường hào quang, cái ranh giới an toàn của mình. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà các bạn tiến tới với cái năng lượng của sự chân thành, đấy, của sự hàn gắn, của tình yêu thương, đấy, thì họ cũng sẽ đáp lại với các bạn bằng cái tình yêu thương chân thành và sâu sắc. Bởi vì người này là người đã trải qua những cái giai đoạn của cùng cực của nỗi đau rồi. Đấy. Và họ đã học được cái cách vươn lên, đứng dậy, chuyển hóa rồi. Đấy. Chính vì thế thời điểm này họ đã học được cái, họ đã tìm được những cái điểm cân bằng nhất định trong cái trường năng lượng hào quang của họ. Đấy, trong cái cách đối diện những cái vấn đề, những cái tình huống trong cuộc sống của họ. Họ biết khi yêu thì họ yêu cũng rất chân thành, họ sẵn sàng giúp đỡ, lan tỏa bằng cái tình yêu thương vô điều kiện. Đấy. Nhưng chỉ với những cái đối tượng phù hợp và xứng đáng. Còn với những cái nguồn năng lượng tiêu cực, những cái nguồn năng lượng thấp không phù hợp thì họ sẽ sẵn sàng rất là lạnh lùng, quyết đoán. Ở đây các bạn trội năng lượng nữ ở đây cũng sẽ là những người rất là thông minh, sử dụng ngôn từ rất là sắc bén, tài tình. Đấy. Khả năng độ tự tin, khả năng giao tiếp của các bạn cũng rất là mạnh. Đấy, nhưng mà mình thấy rằng là cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà các bạn nam nên thể hiện những cái sự chân thành nhiều hơn nhé. Đấy. Hãy kết nối với nhau. Đấy, hãy trao tặng cho nhau những cái cử chỉ, những cái tình yêu thương, đấy, những cái hành động hoặc là cả những cái giá trị, những cái món quà, đấy, phù hợp bằng cái tình yêu thương chân thành, đấy, bằng cái gì đó nó không vụ lợi toan tính, và bằng cả cách đó là đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu đối phương đang muốn gì, đang cần gì, đấy, để làm sao mình có thể trao tặng một cái gì đó, một cái cách phù hợp nhất, tích cực nhất và trọn vẹn nhất. Đấy, mang lại những cái giá trị có ích thực sự, đấy, cho đối phương. Chứ đừng bằng cái sự hời hợt lưng chừng. Đừng bằng những cái gì nó mang cái tính gọi là bản ngã, bằng đừng trao tặng bằng cái tôi. Đấy. Tất cả những cái điều đấy đôi khi nó lại tạo thành những cái nghịch cảnh nhá. Chính những cái điều đấy nó đôi khi nó tạo thành những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn thử thách. Đó. Nỗi đau chồng nỗi đau trên lên chính mối quan hệ này hoặc là lên chính cái người được nhận quà nhé, tưởng chừng là món quà nhưng lại thành thử thách khó khăn, lại thành nỗi đau đó. Các bạn hãy học cách kết nối với nhau bằng cái tình yêu thương chân thành nhé, bằng cái sự trân trọng nâng niu và bằng cái sự thấu hiểu đặt mình vào địa vị của đối phương. Và người này cũng đang dự tính, đang đang lên kế hoạch như vậy, đang thấu hiểu cái mối quan hệ này nhiều hơn nhé. Đây này, đã có những cái tình huống xung đột, những cái sự không như ý xảy ra, những cái sự thất vọng, thất bại, ngắt kết nối, đấy, rời đi, mất mát, có những cái cảm giác của cái sự không rõ ràng, lén lút, lừa lọc. Cảm giác của cái sự hoang mang, hấp tấp. Và mình thấy rằng là trong cái giai đoạn mà hai bạn ngắt kết nối này, không có sự tương tác kết nối thì mình thấy là người này vẫn âm thầm theo dõi các bạn nhé. Vẫn âm thầm theo dõi, âm thầm quan sát mạng xã hội, những cái gì các bạn chia sẻ, các bạn post, các bạn làm việc hoặc là gọi là hỏi han những cái tin tức thông tin thông qua những cái người xung quanh gần gũi, những người bạn chung hoặc là qua một cái cách kết nối nào đó. Nói chung là họ vẫn có cái năng lượng quan tâm hướng về các bạn. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong trong cái thời điểm ấy, khi mà cái mối quan hệ này xảy ra xung đột ấy, thì họ đã nhận ra được đấy, bạn thực sự là cái ánh mặt trời trong cuộc đời của họ. Bạn rất chói chang và rực rỡ. Đấy, bạn cho họ được rất nhiều những cái năng lượng tích cực, những cái hy vọng, niềm tin, những cái sự khai mở. Và ở trong mắt họ thậm chí là đây chính là cái năng lượng thực sự của các bạn nhé. Các bạn có cái năng lượng của mặt trời, của lan tỏa ánh sáng, lan tỏa tri thức, lan tỏa những cái điều tích cực, lan tỏa tình yêu thương tới cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho muôn loài.
Các bạn cũng là người rất là thu hút, rực rỡ, tỏa sáng. Các bạn không cần phải cầu kỳ màu mè đấy, nhưng mà các bạn luôn luôn là rất là nổi bật, thu hút chính trong cái năng lượng, cái trí tuệ, cái hào quang của các bạn. Đó. Các bạn là người có khí chất, là trung tâm của những cuộc vui của tập thể. Đấy. Và mình thấy rằng là cái thời điểm này, cuộc sống của các bạn không chỉ người này đâu, rất nhiều người nhé, rất nhiều đối tượng đang bị thu hút, hấp dẫn bởi những cái gì mà các bạn phát ra, bởi những cái trường hào quang rực rỡ của các bạn. Và khi nghĩ về các bạn, cái thời điểm này thì cái năng lượng bên trong của họ cũng rất là rộn ràng, thậm chí là hơi loạn nhé, bấn loạn. Đấy. Bên cạnh đó thì mình thấy là cái thời điểm này họ cũng chưa thực sự gọi là sắp xếp ổn thỏa những cái suy nghĩ, những cái vấn đề trong cuộc sống về mặt thực tế hoặc là trong nội tâm cảm xúc của họ. Đấy. Mặc dù là họ biết rằng là bạn là những cái ánh mặt trời rực rỡ nhất, tuyệt vời nhất, đấy, là cái lựa chọn phù hợp nhất đối với họ, cho họ rất nhiều những cái khao khát. Thế nhưng mà cái thời điểm này họ vẫn đang trong cái giai đoạn của cái sự soi chiếu, đối diện và dẹp bỏ cân bằng. Đấy, họ chưa thực sự tìm được cái điểm ổn thỏa cân bằng phù hợp. Mặc dù vậy, thế nhưng mà họ vẫn đang lên những cái kế hoạch, chuẩn bị những cái kế hoạch dự tính mang cái tính vững vàng. Đấy, bước nào ra bước đấy. Có thể người này cũng là những cái người rất trội năng lượng của đất, năng lượng của người có đầu óc làm ăn tính toán chậm mà chắc đấy. Tiến bước nào là phải vững vàng bước đó. Đấy. Có tầm nhìn, đấy, giỏi trong làm ăn kinh doanh. Thế nên là kể cả trong những vấn đề trong cuộc sống ấy, họ cũng luôn luôn mong muốn có cái sự chắc chắn trong những cái bước tiến, trong những cái hành động của họ. Đấy. Bởi vì đặc biệt họ thấy là các bạn có cái năng lượng của cái sự dung dưỡng, năng lượng tâm linh, năng lượng của đức tin, năng lượng của cái sự thanh bình, bình yên, của cái sự chữa lành hàn gắn. Đấy, có thể là họ còn mong muốn là sẽ cùng bạn có những cái sản phẩm, những cái đứa con tinh thần, những cái dự án, những cái doanh nghiệp, hoặc thậm chí là những cái đứa con chung về mặt vật lý, kết tinh của tình yêu thương. Yeah. Và họ cũng mong muốn rằng có thể là sẽ kết hợp với bạn về những cái dự án chung trong công việc, học tập hoặc một cái yếu tố thực tế nào đó. Nhưng mà sẽ kết hợp dung dưỡng giữa về yếu tố thực tế vật chất với yếu tố tinh thần, tâm linh. Nhá. Cũng có thể họ rất hy vọng rằng là các bạn sẽ là hai cái mảnh ghép hỗ trợ cho nhau. Một người sẽ trội về cái thế giới vật chất, về làm ăn, về tiền bạc, về những cái gì đó để giúp chúng ta có thể tồn tại, có thể cân bằng, ổn định. Đấy. Trong cái thế giới vật chất, thế giới 3D này đấy. Còn một người thì sẽ rất trội trong cái thế giới 5D, thế giới của linh hồn, thế giới của cảm xúc, của nội tâm đấy. Thế giới của những cái giá trị thật trong cuộc sống đó. Và hai bạn là những cái mảnh ghép cực kỳ phù hợp, cần thiết cho nhau đấy. Khi mà nếu mà hai bạn vượt qua được những cái giai đoạn bài học bài thi này mà đồng hành kết hợp với nhau thì hai bạn sẽ làm được rất nhiều điều tuyệt vời và vĩ đại trong chính cuộc sống của các bạn và trong cả những cái hành trình tương lai, hành trình công danh sự nghiệp, sứ mệnh cuộc đời, và mang lại rất nhiều những cái điều tích cực cho chúng sinh, cộng đồng, cho những người xung quanh, những người thân yêu của các bạn nữa. Và thời điểm này nó đang là cái các bạn là mình cảm giác ở đây các bạn cũng là những cái linh hồn gọi là tương đối là linh hồn trưởng thành rồi nhé, nên là chắc chắn các bạn sẽ không học những cái bài học quá bình thường nữa đấy, của danh vọng, tình ái, rồi thì tiền bạc đấy, hoặc là của tham sân si, của bản ngã quá nhiều nữa. Và thời điểm này các bạn bắt đầu học những cái bài học lớn hơn, quan trọng hơn đấy, bài học của tình yêu thương vô điều kiện, bài học của sự thức tỉnh đấy, bài học của sự lan tỏa cho đi đấy, bài học mang cái tính chất tâm linh nhiều hơn, tinh thần nhiều hơn. Đấy. Chính vì thế nên là cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà các bạn cần phải lựa chọn giữa vật chất thực tế với giá trị tinh thần tâm linh. Đấy. Giữa cái tính toán được lợi cho mình với cho đi bằng cái tình yêu thương vô điều kiện, bằng cái sự thông thái thấu hiểu, bằng cái sự muốn cho người khác thực sự tốt lên mà không hề toan tính vụ lợi. Đấy. Thì đây là những cái dạng bài học lớn của các bạn. Các bạn có đủ sức, đủ bản lĩnh vượt qua hay không? Hay vẫn bị chìm đắm trong cái tôi, trong tham sân si, trong nỗi sợ, trong cái thế giới của vật chất, của danh vọng, đấy, của được mất, của toan tính, của lọc lừa. Đấy, thì đấy là sự lựa chọn của các bạn và đó cũng làm nên cái giá trị linh hồn của các bạn. Nhé.
và mình thấy rằng là cái thời điểm này nó đang là cái thời điểm mà họ vẫn đang chững lại đấy, họ đang chuẩn bị nhiều hơn, họ đang chờ đợi nhiều hơn đấy. Và trong cái thời gian chờ đợi chững này thì họ đã phát triển về trực giác tâm linh một cách rất là mạnh mẽ nhé. Và cũng chính là thông qua cái kết nối này, những cái sự cố này và thông qua chính bạn nữa đấy, có thể bạn cũng là những cái người có hiểu biết mạnh mẽ về tâm linh tinh thần, thậm chí là làm như trong những cái lĩnh vực về tâm linh tinh thần, là những cái người thầy, người dẫn dắt về tâm linh đó, hoặc là người truyền đạt kết nối về tâm linh, làm cho những cái lĩnh vực mạnh về tâm linh, về tinh thần, về giá trị nhân văn đó, về chữa lành. Đấy, thời điểm này cái mối quan hệ này đang giúp cả hai bạn đều phát triển mạnh mẽ trong cái hành trình tâm linh, hành trình thức tỉnh của mình, phát triển cái trực giác của mình nhé. Và thời điểm này họ thông qua trực giác, thông qua cái sự phát triển đó, họ cũng đang nhìn nhận ra được rất nhiều vấn đề. Đây này, từ những cái sự cố hỏng hóc mà các bạn đã gặp phải và cái tình huống này đã gặp phải đấy, họ sẽ xem ra được cái vấn đề đấy, từ họ, từ bạn, từ mối quan hệ này đấy. Họ đang dần dần học nhìn, tìm cách để chuyển hóa đấy, để thay đổi đấy. Cái thời điểm này thì họ đang trong cái thời điểm để tìm cách chuyển hóa, thay đổi. Và trong mắt họ, trong cảm xúc của họ thì bạn là một người cực kỳ tuyệt vời nhé, trọn vẹn, tỏa sáng, rực rỡ. Đây này, lại một lần nữa, cái năng lượng tính nữ, cái năng lượng dung dưỡng của các bạn rất là mạnh đấy, đấy. Và rất nhiều bạn có những cái kết nối mạnh mẽ về phần âm, về tâm linh, làm trong những lĩnh vực như vậy nhé. Nhưng mà họ cảm giác là cái thời điểm này thì chưa phải là cái thời điểm thực sự phù hợp để mọi thứ xoay chuyển hoặc là để họ hành động đấy. Mà thời điểm này thì họ đang chuẩn bị một cách âm thầm. Thực ra họ đang hành động, đang chuẩn bị rồi, đang lên những cái kế hoạch, thậm chí đang có những cái bước chuẩn bị rồi đấy. Nhưng mà nó chưa phải là những cái gì đấy nó quá rõ ràng đấy, mà nó đang có sự xoay chuyển dần 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 đấy. Và họ đang chờ đợi những cái thời cơ phù hợp nữa, chờ đợi gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Rõ ràng cái mối quan hệ này đang có những cái thử thách vượt chướng ngại vật. Có thể cái thử thách này liên quan đến tiền bạc, vật chất, đến sự thành công, đến sự công nhận, danh tiếng, hoặc là đến tài chính, khoản đầu tư đấy, hay là những cái con đường về công việc, về sứ mệnh đấy. Và đây cũng là một cái thử thách lớn trong cái hành trình đi tới thành công của các bạn nhé. Các bạn sẽ vượt qua nó như thế nào? Và họ thấy rằng là họ có những cái phản ứng hóa học rất mạnh về phía bạn nhé. Họ có những, họ cảm thấy rất hấp dẫn đấy, hấp dẫn về cái cơ thể vật lý, hấp dẫn thể xác với bạn. Có thể rằng là các bạn có tóc màu, tóc xoăn hay là một mái tóc rất là đặc biệt thu hút mà họ bị ấn tượng nhé. Ở cái phần tóc của các bạn, cả mái tóc của các bạn, hoặc là ở cái khuôn mặt trên đầu của các bạn đấy. Vợ họ vẫn đang giữ những cái năng lượng tích cực, cái niềm tin tích cực và hy vọng những cái điều tích cực được gửi tới trong cái mối quan hệ này, trong cái tình huống này nhé, để mọi thứ có thể hài hòa hơn, để hòa bình được lập lại đấy, để mối quan hệ này được có thể tự do, thoải mái đồng hành cùng nhau, thoải mái trải nghiệm, thoải mái gọi là kết nối nhé, không bị trói buộc gò bó nữa đấy. Hoặc là một cái tình huống trong mối quan hệ này đang có cái tình huống của cái sự trói buộc, bế tắc, tắc nghẽn nào đó, thì họ mong muốn có cái sự thay đổi, thông thoáng đấy, thoát ra. Và có, họ thấy rằng là nhiều bạn ở đây sẽ vài ngày nữa thôi nhé. Một số bạn thì họ đã bắt đầu hành động rồi, một số bạn thì vài ngày nữa thôi. Có thể là sẽ có những cái sự thay đổi, xoay chuyển, hoặc là có những cái tương tác kết nối nào đó đấy. Chắc chắn họ sẽ hành động đấy. Và một trong hai các bạn, hoặc là đây là cái gu của một trong hai đấy, có cái thân hình mảnh dẻ này, gọi là thong dong này, hoặc là thư sinh này, nhỏ nhắn này, gầy này, đấy, cao này, mảnh khảnh này, đấy, nói chung là như vậy. Và họ rất mong muốn có những cái món quà trao tặng đấy dành cho các bạn, hoặc là những cái sự hỗ trợ về mặt cuộc sống thực tế đấy, hoặc là họ mong muốn có sự trao đổi, kết nối, hỗ trợ nhau như mình nói về mặt vật chất, về mặt tinh thần đấy. Đấy, hoặc là hai bạn sẽ đồng hành hỗ trợ nhau trong những cái vấn đề trong cuộc sống đấy. Họ đang chờ đợi, thứ nhất là họ đang cố gắng tìm lại cái sự cân bằng, tĩnh tại, an yên trong cuộc sống, trong tinh thần, trong năng lượng của họ trước đấy. Và họ cũng đang chờ đợi những cái thời điểm phù hợp, cái thời điểm của cái sự bình lặng hơn, cân bằng hơn đấy, hoặc là ít nhất cho họ được cái những cái cảm giác, cái sự trợ lực phù hợp để họ hành động nhé.
Đấy, họ thật cảm giác như kết nối với bạn như là họ được là chính mình. Họ có cái cảm giác của cái sự vừa vặn thoải mái khi nói chuyện, khi tương tác về mặt năng lượng, về mặt cảm xúc, về mặt tư tưởng. Đấy. Và có thể là họ cũng mong muốn các bạn sẽ xây dựng những gia đình với nhau, những ngôi nhà với nhau nhé. Đấy. Đây này, có thể là thời điểm này các bạn sẽ liên quan tới thiệt hại về vật chất. Đấy, cái sự cố hoặc là thời điểm này một trong hai cuộc sống của các bạn đang có những cái yếu tố liên quan tới thiệt hại mất mát về vật chất, tắc nghẽn về công danh sự nghiệp. Đấy. Mọi thứ bị ít đi, bị giảm đi hoặc là chỉ được một ít. Đấy. Và có thể đây chính là cái yếu tố, cũng là một trong những cái yếu tố tác nhân ảnh hưởng tới cái mối quan hệ này. Đây này, phá sản sụp đổ này. Đấy, một chuỗi thử thách đã xảy ra trong cuộc sống của các bạn và trong mối quan hệ này này. Đấy, có một cái sự phá sản sụp đổ có thể về mặt thực tế, về mặt công danh sự nghiệp, về một doanh nghiệp, về một dự án, hay là đây sự phá sản sụp đổ về niềm tin và kết nối, hoặc là một cái dự định kế hoạch nào đó về mặt năng lượng nhé. Nên là cảm giác như là bị phản bội. Đấy, bị đâm sau lưng. Đấy. Hoặc là có một số bạn thì cảm giác như là bị lừa dối. Đấy. Đối tượng kia là người lăng nhăng không thật. Đấy. Nó có thể liên quan đến rất nhiều khía cạnh yếu tố ở đây nhé. Thế nhưng mà mình thấy rằng là dù cái thời điểm này thử thách sóng gió là gì thì đây cũng là một mối quan hệ rất là đặc biệt. Đấy. Và cái thử thách này nó chỉ là cái bước đệm để giúp các bạn nhận ra nhiều điều hơn và giúp các bạn mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn, cũng như là giúp các bạn có cách hành xử, đấy, có cái cách tương tác đấy, mới mẻ hơn, trọn vẹn hơn, cân bằng hơn và đúng đắn hơn, để làm sao các bạn có thể cùng đồng hành thật xa, thật trọn vẹn, cũng như là có thể tận làm với nhau rất nhiều những cái điều tuyệt vời vĩ đại trong chính cuộc sống của các bạn và cho hành trình cuộc đời, cũng như là cho nhân loại và chúng sinh nữa đấy ạ. Và hãy đừng bỏ lỡ những cái món quà tuyệt vời như thế này. Đừng để cho những cái bản ngã tham sân si, nỗi sợ cái tôi, đấy, những cái điều tiêu cực, những cái sự toan tính, đấy, nó làm che mờ đi cái sự minh mẫn sáng suốt của các bạn, và làm che mờ đi cái giá trị thực sự, những cái món quà tuyệt vời thực sự mà vũ trụ gửi tới trong cuộc đời của các bạn. Hãy hành động đúng và chắc chắn rằng các bạn sẽ hưởng được trái ngọt. Xin chúc mừng tất cả các bạn ạ. Rồi ạ, hy vọng rằng là thông điệp vừa rồi sẽ kết nối với tất cả mọi người. Nếu mà các bạn cảm thấy hay cũng như là đúng với câu chuyện của mình thì các bạn hãy để lại một like và một bình luận ở dưới video để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Cũng rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách đó là nhấn theo dõi, cộng chuông thông báo và một nút chia sẻ để giúp cho những người đang cần tới những thông điệp như thế này có thể kết nối được ạ. Cuối cùng thì nếu mà các bạn có chủ đề nào hay muốn Tuấn làm thì cứ để lại gợi ý dưới phần bình luận luôn nhé. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.